Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ huyện Gia Viễn đã có nhiều hình thức đổi mới, nâng cao hiệu quả, qua đó tạo động lực cho cán bộ hội viên tích cực vận dụng để thực hiện, lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Từ chỗ hoạt động khá trầm lắng, chi hội phụ nữ xóm Hòa Bình đã trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của xã Gia Tân. Nhiều mô hình đã trở thành phong trào thi đua lan tỏa, nhất là khi chi hội tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt. Thường những câu chuyện chúng tôi chọn kể là đức tính này, tấm lòng nhân ái của Bác đối với các tầng lớp nhân dân cũng như đặc biệt là phụ nữ, để chị em học tập và làm theo tấm gương của Bác. Đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Viễn hiện có 260 chi hội với hơn 18.000 hội viên. Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đến nay gần 100% chi hội trên địa bàn huyện đã tổ chức kể chuyện về Bác trong các kỳ sinh hoạt. Qua mỗi câu chuyện, cán bộ hội viên phụ nữ cũng bày tỏ tình cảm, thể hiện lòng kính trọng của mình đối với Bác, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để học tập áp dụng trong thực tế. Những câu chuyện nói về đạo đức của Bác Hồ thì cảm thấy là rất là có ý nghĩa sâu sắc, và bản thân tôi và hội luôn luôn như vậy, cố gắng như vậy là noi theo những gì mà Bác Đảng đã dạy dỗ chúng ta và Bác đã làm. Thấm sâu lời Bác dạy, hội viên phụ nữ ngày càng nỗ lực làm theo bằng những hành động thiết thực như tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà sạch vườn đẹp, tuyến đường phụ nữ tự quản, hiệu quả, và nhất là luôn đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa mới. Trong thời gian tới thì Hội Phụ nữ huyện cũng có những cái giải pháp để cho từ cái việc học tập này trở thành hành động. Ví dụ như là đẩy mạnh về cái phong trào thực hành tiết kiệm, xây dựng nhiều những cái mô hình như là mô hình nhà sạch vườn đẹp, rồi là mô hình đường hoa phụ nữ, rồi là các câu lạc bộ rèn luyện sức khỏe để nâng cao cái tinh thần, đời sống tinh thần cho hội viên phụ nữ và cho nhân dân. Năm 2021, toàn huyện có 82,5% cán bộ hội phụ nữ đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi, 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Việc đưa các câu chuyện về Bác Hồ vào sinh hoạt đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.